Chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 24, bài số 4. Vinh và chiếc gối mèo. Các em hãy mở sách giáo khoa ra, trang số 61. Trong bài học này, các em sẽ được nghe kể câu chuyện có tựa đề là Vinh và chiếc gối mèo. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô kể chi tiết câu chuyện nhé. Vinh và chiếc gối mèo Vinh có một chiếc gối mèo mà cậu rất quý. Mẹ thường treo, gối mèo và Vinh là đôi bạn thân. Đi xa về gần vinh đều phải mang theo một lần vinh được đi du lịch sapa cùng ba mẹ vinh rất thích vừa ôm gối mèo cậu vừa leo trèo khắp các đồi cây vườn hoa trong khu du lịch leo trèo được một lúc thì mệt vinh ngồi bệt xuống đặt gối mèo ở tảng đá bên cạnh bỗng ba gọi vinh đi chơi cầu treo hí hửng vinh chạy theo ba bỏ quên chiếc gối lại về đến nhà vinh phát hiện đã bỏ quên gối mèo ở sapa cậu rất buồn ba an ủi vinh để ba gọi điện cho các chú ở khu du lịch nếu có ai nhặt được họ sẽ cho mình nhận lại đúng như ba nói có chú bảo vệ đã nhặt được gối mèo và gửi về nhà vinh qua đường bưu điện từ đó vinh không bao giờ bỏ quên gối mèo nữa các em vừa được nghe cô kể câu chuyện vinh và chiếc gối mèo tiếp theo cô có một vài yêu cầu sau một quan sát tranh và trả lời câu hỏi dưới tranh Tranh số 1 Đồ vật gì gắn bó với Vinh từ khi còn nhỏ? Câu trả lời là Đồ vật gắn bó với Vinh từ khi còn nhỏ là chiếc gối mèo. Tranh số 2 Khi đi du lịch, Vinh mang theo cái gì? Câu trả lời là khi đi du lịch, Vinh mang theo chiếc gối mèo. Tranh số 3, vì sao Vinh bỏ quên gối mèo? Câu trả lời là Vinh hí hững chạy theo bố đi chơi cầu treo nên bỏ quên gối mèo. Tranh số 4. Ai gửi gói mèo về nhà cho Vinh? Câu trả lời là chú bảo vệ ở khu du lịch đã gửi gói mèo về nhà cho Vinh. Tiếp theo, cô có yêu cầu sau. 2. Kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh. Bây giờ, các em hãy nghe cô kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh nhé. Vinh và chiếc gối mèo. Tranh số 1. Vinh có một chiếc gối mèo mà cậu rất quý. Mẹ thường treo gối mèo và Vinh là đôi bạn thân. Đi xa về gần, Vinh đều phải mang theo. Tranh số 2. Một lần, Vinh được đi du lịch Sapa cùng ba mẹ. Vinh rất thích. Vừa ôm gối mèo, cậu vừa leo trèo khắp các đồi cây, vườn hoa trong khu du lịch. Tranh số 3. Leo trèo được một lúc thì mệt, Vinh ngồi bệt xuống, đặt gối mèo ở tảng đá bên cạnh. Bỗng ba gọi Vinh đi chơi cầu treo. Hí hửng Vinh chạy theo ba, bỏ quên chiếc gối lại. Tranh số 4 Về đến nhà, Vinh phát hiện đã bỏ quên chiếc gối mèo ở Sapa. Cậu rất buồn. Ba an ủi Vinh. Để ba gọi điện cho các chú ở khu du lịch nếu có ai nhặt được họ sẽ cho mình nhận lại đúng như ba nói có chú bảo vệ đã nhặt được gối mèo và gửi về nhà vinh qua đường bưu điện từ đó vinh không bao giờ bỏ quên gối mèo nữa vừa rồi cô đã hướng dẫn các em quan sát tranh trả lời câu hỏi dưới tranh kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh trong câu chuyện vinh và chiếc gối mèo các em đã nắm được nội dung của câu chuyện chưa các em có thể kể lại toàn bộ nội dung của câu chuyện này được không bây giờ cô sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện thêm một lần nữa nhé vinh và chiếc gối mèo vinh có một chiếc gối mèo mà cậu rất quý mẹ thường trêu Gói Mèo và Vinh là đôi bạn thân. Đi xa về gần, Vinh đều phải mang theo. Một lần, Vinh được đi du lịch Sapa cùng ba mẹ. Vinh rất thích. Vừa ôm gói Mèo, cậu vừa leo trèo khắp các đồi cây, vườn hoa trong khu du lịch. Leo trèo được một lúc thì mệt, Vinh ngồi bệt xuống đặt gối mèo ở tảng đá bên cạnh. Bỗng ba gọi vinh đi chơi cầu treo. Hí hửng vinh chạy theo ba bỏ quên chiếc gối lại. Về đến nhà vinh phát hiện đã bỏ quên gối mèo ở sapa. Cậu rất buồn. ba an ủi vinh. để ba gọi điện cho các chú ở khu du lịch nếu có ai nhặt được, họ sẽ cho mình nhận lại. đúng như ba nói, có chú bảo vệ đã nhặt được gối mèo và gửi về nhà Vinh qua đường bưu điện. từ đó Vinh không bao giờ bỏ quên gối mèo nữa. các em mà sau khi nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện Vinh và chiếc gối mèo, cô yêu cầu các em. Hãy tập kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh, rồi sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện cho người thân và bạn bè cùng nghe nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé xin chào và hẹn gặp lại